Dưa cải hả? À, dưa cải. Ôi ôi. Rồi cơm nồi nồi cơm đâu Năm? Chưa có nấu. Dạ còn bên kia cái nồi bên kia ông Năm. Ôi ôi ôi, từ từ ông Năm ơi, từ từ ông Năm ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi đây là một cái con sông cực kỳ ô nhiễm luôn cô bác quý anh chị. Hôm nay thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân thì Bùi Hồ quay lại một hoàn cảnh của ông Năm cô đơn sống trên cái chiếc ghe một nét. Và đây là hình ảnh của ông Năm đây. Sáng nay vào sáng sớm thì thời điểm này là khoảng gần 9 giờ và ông Năm đang nấu cơm hay ông Năm? Dạ. Ông Năm khỏe không ông Năm? Ông Năm khỏe. Ông Năm nhớ con không? Con tên gì? Con Bùi Hồ. Con Bùi Hồ. Ủa sao nhớ hay vậy? Hả? À? Ông Năm? Thì ông Năm vẫn còn nhớ chứ. Ông Năm vẫn còn nhớ chứ. Tết. Dạ. Mấy lần con xuống thăm thì ông Năm nhớ chứ. Dạ. Tết này ông Năm ăn Tết sao? Thì cũng bình thường thôi, có gì đâu. Cũng ở trên ghe này thôi. Có một mình thì chạy tới đâu tới. Dạ. Đâu ông Năm nấu gì ông Năm mở rồi con coi với. Luộc gì vậy? Dưa đó. Dưa cải hả? À dưa cải. Ôi ôi. Rồi cơm nồi cơm đâu ông Năm? Chưa có nấu. Dạ còn bên kia cái nồi bên kia ông Năm. Cái nồi này cho con coi với. Rồi mầm tơi hay ông Năm? À mầm tơi. Dạ. Ủa nay không có thịt thà vậy đó vậy? Là trời bữa nay chạy có gì ông Năm ăn đấy rồi, ông Năm không quan tâm đấy. Có gì ăn đó thôi. Hôm nay ông Năm có đi hái rau muống không? Không, nếu càng quá gì là rau muống lúc này là coi như là nó trậu bông á. Thành thử là ông Năm không hái. Dạ. Sao vậy ông Năm? Trậu bông mình bán đâu được. Nó già ha. Mà con thấy dòng nước này ô nhiễm quá ông Năm, ngồi đây nghe mùi rất là hôi cô bác của anh chị. Ờ, cực kỳ hôi luôn, ô nhiễm luôn. Ở quen hay ông Năm ha? Đúng rồi. Vì dân chúng ở đây người ta cũng ở quen chứ người ta cũng biết. Dạ. Con Tết sẽ vui vẻ hơn. Con vẫn vui vẻ. Tết này ông Năm có con cái ông Năm có lợi thăm ông Năm không? Không, có anh thằng lớn phải thăm trước Tết rồi. Dạ. Có lì xì cho ông Năm không? Có. Được nhiêu ông Năm? Cho ông Năm 1 triệu. Nhiêu? 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Thì hôm trước thì có Mạnh Thường Quân lì xì đó, ông Năm còn tiền không? Hết rồi con ơi. Hết rồi. Mạnh Thường Quân cho ông Năm được 500. Dạ. Có xuống thăm ông Năm. Nói đúng là ông Năm cũng buồn đi uống cà phê rồi mua thuốc hút qua rồi. Sử dụng chi phí hàng ngày rồi hết luôn. Rồi hiện nay thì ông Năm làm cái công việc gì ông Năm sống? Thì không có hái ra muốn luôn rồi ông Năm làm công việc gì? Ông Năm đi vớt dây chai, vớt mũ. Vớt mũ. Ngày bán được nhiêu ông Năm? Trời, một tuần lễ mới bán được 200 à. Một tuần lễ bán được có 200 à. Hôm nay ông Năm không có đi vớt hả? Không, nước cạn đó, đâu có đi. Dạ, mấy giờ ông Năm mới đi? Rồi ông Năm còn gạo ăn không ông Năm? Không. Nhiều không? Bị thời gian dịch á, mà người ta cũng hỗ trợ, ông Năm ăn đâu hết đâu. Dạ. Giờ còn 20 kg. Còn 20 kg. Vậy là cũng được rồi. Ông Năm cứ buồn suốt à. Ông Năm thì sống có một mình thôi cô bác quý anh chị. Sống ở trên một cái chiếc ghe một nát như thế này nè. Lúc trước, clip trước thì Bùi Hồ có được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, kết nối với Mạnh Thường Quân và có hỗ trợ cho ông Năm một cái chiếc ghe mới. Không ấy là chìm luôn heo Năm ha. Mua ghe mới về là ghe cũ chìm luôn. Ở cái kia chính rồi hay vậy ông Năm? À, ông Năm này con dở ra. Mưa này mưa sao nấu được Năm?
Mưa thì ngưng, không đâu có nấu. Mưa nghỉ ngưng cơm hả? Đâu có, thì khi nào tạnh mưa mình nấu. Lỡ mưa dầm ướt củi hết rồi sao? Củi cũng năm đầy hết. Dạ, củi này ông Năm là kiếm xong với cô bác của anh chị cũng như là tất cả các bạn. Đậy lại ha ông Năm ha. Ôi ơi, tự nấu ăn, tự nấu uống luôn à. Ông Năm năm nay là 70 mấy con quên à? Đó, mới có 69 tuổi rồi. 69 rồi? Ừ. Dạ. Sáng nay ông Năm có ăn sáng không? Không. Không ăn sáng? Không. Không ăn sáng rồi đói bụng sao? Năm quen rồi, sáng nào ông Năm uống ly cà phê rồi thôi. Dạ, rồi về nhà nấu cơm ăn. Đúng rồi. Trên 9-10 giờ thì nấu cơm. Dạ. Không gà chiếc ghe mưa có tạt không Năm? Cũng có chứ, tại nó tung nó đâu có lít được. Dạ. Không cậy, từ từ, có xe bạc đó, xe bạc nó cũng tạt, không cậy. Từ từ lên. Nóng dữ không ông Năm? Nóng dữ trời, mưa trưa này là nắng. Rồi trưa này nóng rồi, ông có ở dưới ghe không hay là đi vòng vòng chơi? Ở trên bờ đi vòng vòng. Dạ. Rồi dưới ghe đó là ngồi chút xíu rồi nó nóng mới đổ mồ hôi. Con hỏi ông Năm nè, thì lúc mà còn khỏe thì ông Năm tự nấu ăn nấu uống được vậy, rồi lỡ ông Năm có suy nghĩ mà lúc mà lỡ mà bệnh hoạn rồi sao ông Năm? Thì cái đó xin sau đi, giờ ông Năm biết nói sao vậy. Ngày còn khỏe thì cứ phải làm, lỡ mà coi như là bệnh quá thì mình nếu mà có tiền thì nhờ bá tánh mua cơm dùm. Mua cơm dùm. Ừ. Rồi không có tiền đi bệnh viện luôn. Tới đó là phải hay. Tới đó mới hay. Chứ giờ ông Năm cũng chưa nghĩ tới à. Nhưng mà già thì nó cũng phải có lôi lúc là ốm đau đúng không Năm? Chứ đâu phải giống như còn trẻ lúc nào cũng khỏe ha. Còn trẻ thì lướt lướt qua được, tại là sức khỏe người trẻ thì khác, lớn tuổi thì khác. Dạ. Cái Tết vừa rồi ông Năm có đi đâu chơi không? Tao cũng đâu, ông Năm đâu đi đâu. Cái lên này uống ly cà phê rồi về ghé vậy thôi. À. Ngày mùng 1 Tết thì ông Năm làm gì? Có làm gì đâu. Cũng ở đây lủi thủi mình nên nấu cơm ăn rồi thôi. Thưa cô bác của anh chị, là khi mà Bùi Hồ lại thăm ông Năm á, thì Bùi Hồ không có cho ông Năm, không có liên hệ với ông Năm. Lúc trước có mua cho ông Năm một cái điện, Mạnh Thường Quân có hỗ trợ mua cho ông Năm cái điện thoại. Nhưng mà cái điện thoại đó bây giờ cái số nó bị gì ông Năm? Thế có, vẫn còn điện được hả? Nhỏ cháu nó sửa lại rồi. Sửa lại rồi ha. Không có điện trước, nhưng mà cứ biết là ông Năm ở đây, ở vòng vòng đây là không có đi đâu hết. Tại vì ông Năm đâu có cái phương tiện nào ngoài hai chiếc ghe, một cái chiếc bự để ở và một cái chiếc để đi vớt ve chai ở trên sông Sài Gòn này. Hai ông Năm ha. Hai ông Năm mình đi dài dạng dưới ông Năm ơi. Rồi để đây rồi ngồi nó khét không? Không sao. Không sao. Ông Năm thì cái tay ông Năm là đi lượm ve chai nên nó bị ngoéo lại ông Năm hả? Bị tay. Rồi cho cô bác quý chị xem với ông Năm. Coi như là nó teo cơ. Dạ. Ôi ơi. Ôi từ từ ông Năm ơi, Nước này cô bác của anh chị. Rồi ông Năm hái rau muống này bán nè. Rau muống là bao nhiêu một ký ông Năm? Bán ông Năm ơi, chỉ có cách bán có 10 ngàn bó à. 10 ngàn bó, bó bao nhiêu ký? Đâu có cần đâu. Rất là dơ luôn cô bác của anh chị. Thật ra thì nước hiện nay rất là ô nhiễm. Một màu đen ngầu ở ngoài kia á. Cô bác của anh chị thấy không? Cực kỳ đen luôn. Phải nói là một cái con kinh mà mình không có tưởng tượng lại là nó ô nhiễm đến cỡ đó. Và đây là cái chiếc ghe mà ông Năm phải đi hàng ngày, phải đi hái rau muống nè. Ông Năm hái rau muống cũng như là vớt ve chai trên cái chiếc ghe cũ kỹ như thế này nè. Rất là sợ nha cô bác của anh chị. Sông Sài Gòn thì chảy rất là xiết, nhưng mà chiếc ghe này một
tuổi ông Năm đã cao nữa, nên thành nữ là sự nguy hiểm đối với ông Năm nó cũng có thể là gìn gặp bất cứ lúc nào luôn á. Ông Năm ơi, Năm đâu rồi? Trời ơi, chiếc ghe này nó có bị vô nước không Năm? Nhưng mà đỡ. Hôm trước Mạnh Đường Quân của Bùi Hồ á thì có hỗ trợ mua cho ông Năm chiếc ghe mới này nè. Chiếc ghe này không phải gọi là mới. Ủa làm gì ông Năm? Thôi được rồi, khỏi đi ông Năm. Mỗi người mỗi cảnh khổ á. Ở clip trước thì Bùi Hồ có quay về xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương. Thì các cô chú đó mặc dù là sống ở trên ghe cực kỳ lâu đời rồi, xích ra đây nè ông Năm, nhưng mà các cô chú đó còn được sự tình yêu thương ấm áp ở sự của gia đình. Nhưng đối với ông Năm ở đây thì còn khổ hơn khi mà cũng có con có cái, nhưng mà vợ chồng thì ly dị nhau thì con cái cũng ít tới lui để mà thăm hỏi ông hay ông Năm ha. Được sự ông Năm cũng như là sống nhờ vào cái sự mà hỗ trợ của bà con ở đây cho gì ăn đó, thì cũng như hỗ trợ của Mạnh Thường Quân hay ông Năm. Đúng rồi. Ông Năm ơi, cái chiếc ghe này nè, cái chiếc ghe cũ này nè đó, cái chiếc ghe đó rồi sông Sài Gòn chảy xiết lắm, vớt có khi nào bị chìm chiếc ghe không Năm? Ông Năm đâu có ra tới ngoài đó đâu, ra tới cầu Bình Lợi thôi à. Chứ ra tới cầu Bình Lợi cũ đó, tới cầu Bình Lợi thôi à. Mà cầu Bình Lợi vẫn chảy xiết vậy? Đúng rồi, nhưng mà không có qua cầu. Dạ. Ông Năm đi sát mé thì không có sợ. Tại vì ông Năm bây giờ tuổi cao, ông Năm có còn bơi lội được không? Cũng còn. Con sợ là rất là khó cho ông cái việc mà ông bơi lội á. Chiếc xuồng này thì nó vô nước mà nó mục nát, mà lại nó nhỏ nữa nè. Đúng nè rồi. Cô bác anh chị đấy không? Lo lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Mình có cái gì thầy lấy chứ đâu nói nè. Cũng có nhiều cái mình cũng muốn đường đi xong là có ghe ngon lành, nhưng mà nó không có là cũng phải chịu thôi. Dạ. Hôm nay là ăn cơm với rau luộc thôi chứ không ăn cơm có cá thịt gì trơn á. Có nước tương, có chấm nước tương thôi. Ở nước tương ông Năm mua hay người ta cho? Cho cái này. À, người ta cho không à? Hôm nay là cũng sau Tết rồi mới quay trở lại thăm ông Năm nè. Thấy ông Năm còn khỏe cũng mừng ghê á. Mà con cái công việc bây giờ cũng khó khăn hay ông Năm? Thì nó ra rồi thôi. Tới đâu hay tới đó thôi, nhưng mà ông Năm đâu đó trước. Dạ. Ngay cả cái Tết của ông Năm đối với ông Năm là một điều rất là xa xỉ. Vớt một mũ thì bao nhiêu ngày mới đi vớt một lần ông Năm? Đâu có ngày nào ông Năm cũng phải đi vớt, nhưng mà đâu có nhiều đâu. Dạ. Vớt rồi mình phải trà rửa sạch sẽ người ta mới mua. Dạ. Chứ đâu phải vớt nó còn dơ cát bụi không người ta đâu có mua. Dạ. Trà nữa hả? Trà chứ. Trời ơi trời. Ừ, sạch sẽ người ta mới mua. Nhiêu ký? 6.000. Ngày ông Quân vớt được nhiêu ký? Ngày vớt nhiều lắm là 4 ký luôn. Nhiều lắm là 4 ký à? À được 24.000. Là giờ, mấy giờ ông Năm vớt rồi? Cái nước lớn là ông Năm đi vớt. Vậy là chiều nay ông Năm đi vớt? Đúng rồi. Dạ. Trời ơi, hôm nay con lại đây thăm ông á thì để cho Mạnh Thường Quân biết thêm về cái hoàn cảnh của ông hiện tại như thế này. Cái thứ hai là thăm cái tình hình sau Tết, cái sức khỏe của ông Năm như thế nào rồi. Thì thấy ông Năm khỏe thì con cũng rất là mừng. Nhưng mà cuộc sống của mình á thì bây giờ nó vẫn hơi chật vật theo ông Năm ha. Thiếu thốn tiền để mà sinh hoạt hàng ngày, đúng không ông Năm? Đúng rồi. Còn cái việc mà ăn uống gạo thì có mọi người lo rồi ha. Cho vẫn còn dư tiền gạo theo ông Năm. Đúng rồi. Dạ. Cũng gần 3 tháng rồi con mới quay trở lại ông Năm á. Thì hôm nay đến đây con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Nhã Thi là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông Năm 2 triệu đồng để ông Năm có chi phí sử dụng. Ông Năm rất cảm ơn
1. Ông Năm coi lại giùm con với. Chị nhà thi ở Mỹ ông Năm, gửi cho ông Năm 2 triệu. Rồi. Ông Năm cũng cảm ơn cô nhà thi. Giúp đỡ ông Năm có chút đỉnh. Có tiền xài hàng ngày. Dạ. Rồi, con thay mặt cho chú Kevin Trần gửi cho ông Năm một chai dầu. Ông Năm sức phòng ngừa mỗi khi mà buổi tối á để cho nó ấm. Ha. Rồi, còn đây là cái chai thuốc của chị Xuyên ở Nhật Bản gửi cho ông Năm luôn nè. Cái chai thuốc này thì ho bệnh cảm gì đó ông Năm. Thì ông Năm uống lần 3 viên nha. Thuốc này trị cảm ho đồ đó ông Năm. Thuốc này của Nhật, chị Xuyên ở Nhật á. Thì cảm ho thì em uống lần 3 viên. Ngày em uống nhiều nhất là 3 lần thôi nha ông Năm. Nha. Mỗi lần 3 viên. Dạ. Cách nhau 4-5 tiếng giờ mới uống lần nha. Khi nào cảm mới uống nha. Dạ, còn cái kia là chai dầu đó là của chú Kevin Trần ở Mỹ á. Cỡ trong năm. Ông Năm cũng có lời là cảm ơn các Quỳnh đó thôi. Chứ ông Năm mà không biết nói sao nhỉ. Dạ. Con sợ ông Năm sống một mình đôi khi là bị trái gió trở trời á. Bị cảm. Đúng rồi. Thì lúc trước á là họ cũng nói cho ông Năm một chai dầu. Dạ. Cho chai dầu hết rồi. Lúc đó đó là con gửi cho ông không? Không. Không có. Không có. Ông Năm mua hả? Không có. Không có mua. Cái này cũng tầm Phật tử. Dạ. Rồi sức hết rồi cũng mừng ha. Cắt tiền cho cẩn thận nha ông Năm. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Nhã Thi là Việt Kiều Mỹ đã gửi cho ông Năm 2 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần là Việt Kiều Mỹ gửi tặng cho ông Năm chai dầu. Xin chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ cho ông Năm để mà ông Năm có những lúc mà ốm đau mà sức khỏe yếu thì ông Năm có thể uống nha ông Năm. Uống giống như con dặn nha ông Năm. Chữ trong đó là chữ Nhật ông Năm đọc không có được đâu. Uống ra là 3 viên. Dạ, mà cách nhau 4-5 tiếng nha ông hả? Uống nha. Uống này mạnh. Uống này mạnh. Không ngày có cảm không? Có chứ. Có hả? Có ông Năm mua thuốc cảm nhất mình uống không? Dạ. Ông Năm mua tốn tiền mua thuốc nữa đó hả? Để mai mốt chú Kevin Trần có gửi thuốc cho con để gửi cho Như Ông rồi nữa. Ôi ôi mua thuốc kìa, không cô bác của anh chị đó thấy không? Liều vậy nhiêu Năm? Liều này có 5.000 à. 5.000 thôi. Để ngừa bệnh cảm không Năm? Đúng rồi. Mày nhất mình cảm trộn bún gì đó. Dạ. Là ông Năm uống rồi. Dạ. Thì bây giờ trước tiên ông Năm uống thuốc đó đi, mai mốt con có dịp mà con lên con gửi cho ông Năm nữa nha. Rồi rồi. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Con cảm ơn ông Năm, con chào ông Năm, chúc ông Năm luôn có sức khỏe. Ông Năm rất cảm ơn con, thèm đến như ông Năm. Quá tình nghĩa. Quá tình nghĩa hả? Quá tình nghĩa rồi. Ông Năm muốn nói gì? Muốn nói gì hả? Ông Năm muốn nghĩ rồi bây giờ nói làm sao cho hết lời. Tiếp theo ông Năm cũng cảm ơn là Bùi Hồ. Vì là những người những Việt Kiều giúp đỡ ông Năm có chút đỉnh để mà ông Năm xây trở vậy thôi, chứ ông Năm không muốn nói gì nữa. Dạ thôi, con chúc ông Năm luôn có sức khỏe dồi dào nha, luôn giữ gìn sức khỏe nha ông Năm. Con chào ông Năm và hôm nào con sẽ quay trở lại nha. Dạ con chào ông Năm.